về bài gì về u màng não, đại cương về u màng não. Về lịch sử thì u màng não thì được Flick Plater mô tả lần đầu trên xác năm 1964 à 1614 cho đến năm 1922 thì Harvey Cushing đã mô tả lần đầu u màng não được xuất phát từ các tế bào của hàm màng nhện. Sau đó Eisenhower đã được mô tả là u màng não phát sinh từ các tế bào của hàm màng nhện trong não. Sau đó Virchow đã mô tả về đặc điểm sinh lý bệnh của u màng não. Về tổng quan thì u màng não là một loại u phổ biến nhất trong hệ thần kinh trung ương, chiếm khoảng 36,4% trong tổng số các loại u trong hệ thần kinh trung ương. U màng não thường là lành tính, phát triển chậm. Tuy nhiên có khoảng 10% thường là u màng não thường là ác tính và hoặc phát triển rất là nhanh. Và các u màng não được nguồn gốc phát sinh từ các hạt vi nhũ mao từ hạt màng nhện. Về dịch tễ học của u màng não thì u màng não chiếm khoảng 13-19% của u nội sọ nguyên phát, trong đó có khoảng 44% u u lền sọ là u màng não và 98% trong đó thì các u màng não nằm ở trong não và 2% là trong tủy sống. U màng não được tìm thấy khoảng 3% ở khi khám nghiệm tử thi ở những bệnh nhân trên 60 tuổi và tỷ lệ mắc cao nhất là chỉ 45 tuổi và khi chẩn đoán bệnh là khoảng 65 tuổi. Trong đó tỷ lệ nữ nhiều hơn nam với tỷ lệ là 1,8 trên 1, trong đó giảm dần ở các u màng não thể không điển hình, u màng não ở trẻ em. Trong đó có 2% phát triển ở thời thơ ấu ở trẻ em, 20% thanh niên có liên quan đến bệnh lý NF1 và 1% liên quan đến NF2, trong đó các đột biến gen của NF2 thường liên quan đến phát triển thành cái u màng não độ 2 và độ 3. Về các yếu tố nguy cơ thì những yếu tố nguy cơ như hormone, estrogen, progesterone, androgen có liên quan đến sự phát triển của u màng não, lý do vì sao mà u màng não thường phát triển nhiều ở nữ giới. Các bức xạ ion hóa được nghiên cứu cho thấy là có liên quan đến phát triển của u màng não và thường là những liều dùng cho xạ trị, đặc biệt là những bệnh nhân còn phơi nhiễm khi còn nhỏ, như những bệnh nhân có bệnh bạch cầu cấp hoặc những cư dân ở những vùng có sau những thảm họa hạt nhân. BMI tăng thì cũng có thể liên quan đến sự phát triển của u màng não, trong đó có u màng não thường liên quan đến bệnh ung thư vú, liên quan đến các nội tiết tố, các gen BRCA1, BRP1 và đa hình di truyền, đột biến gen nhiễm sắc thể 22 và liên quan đến bệnh lý NF2. Về sự tăng trưởng của u màng não thường liên quan đến kháng nguyên của Ki67 và kháng thể MIB1. Thì u màng não thường theo Nakamura nghiên cứu thường phát triển nhỏ 1 cm trên 5 cm khối trên 5 và tăng tuyệt đối trong khoảng từ 0,03 đến 2,62 cm khối trên 5. Thời gian tăng gấp đôi u từ 1,27 đến 143,5 năm, trong đó thời gian tăng gấp đôi u là khoảng 21,6 năm. Thì ta thấy là cái sự phát triển của màng não từ các hạt vi nhung mao của hàm màng nhện, trong đó là có các cái yếu tố nguy cơ như có thể là một số như chấn thương sọ não, di truyền hoặc là những cái phóng xạ sẽ phát triển lên và phối hợp cùng với những cái yếu tố như yếu tố tăng trưởng u hoặc là những cái enzyme COX-2 để phát triển thành u màng não. Về vị trí của u màng não, thường u màng não thường chủ yếu là vị trí chiếm chủ yếu là trên lều tiểu não với hai trên 90% là vị trí trên lều tiểu não. Vị trí hay gặp hơn trong đó hay gặp nhất là ở vị trí vị trí cạnh đường giữa parasagittal, sau đó đến vị trí bán cầu của đại não convexite, và u màng não thường hiếm gặp ở trẻ em. Và u màng não vòm sọ thường hay gặp là dọc theo khớp trán đỉnh ở gần vùng cạnh đường giữa. Các cái u màng não ở vùng này thường phát triển âm thầm cho đến khi có đạt kích thước nhất định thì gây ra các triệu chứng lâm sàng thì tùy thuộc vào từng triệu chứng, tùy thuộc vào từng vị trí của u. Ví dụ như ở trán thì có thể gây rối loạn tâm thần, rối loạn tính cách, bệnh nhân có thể những cơn động kinh, hoặc vị trí ở vùng đỉnh có thể có những cơn động kinh, rối loạn cảm giác, tê bì, hoặc là vùng thái dương có thể thất ngôn hoặc là những cơn động kinh toàn thể thái dương. Về u màng não ở cạnh đường giữa và u màng não liềm não thì có khoảng 50% có xâm lấn xoang tĩnh mạch dọc trên, thì theo vị trí thì phân chia là 1/3 trước là vị trí từ góc mũi đến khớp
chán đỉnh thì chiếm 44%, triệu chứng lâm sàng chủ yếu là đau đầu, rối loạn tâm thần. Ở mùa ba giữa là từ khớp chán đỉnh đến khớp đỉnh chẩm, triệu chứng chủ yếu là động kinh và có thể có liệt tiến triển, chiếm 33%. Và mùa ba sau chiếm 23%, với các cái triệu chứng chủ yếu là rối loạn thị giác, động kinh cục bộ hay là rối loạn tâm thần. Về u màng não rãnh khíu thì phát triển, u màng não rãnh khíu phát triển dọc theo mảnh xà đến khớp trán bướm và chiếm khoảng 10% trong số u màng não. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là mất ngửi một hoặc hai bên. Bệnh nhân có thể có giảm thị lực, đau đầu hay rối loạn tâm thần, thay đổi tính cách, hoặc là hội chứng Foster Kennedy như mất ngủ, phù gai thị đối bên, teo gai tụy cùng bên. Đặc biệt là những bệnh nhân u màng não rãnh khíu sau cái đại dịch COVID vừa rồi, có những bệnh nhân đi khám thì mất ngửi, họ nghĩ là do COVID, nhưng khi chụp lên hoặc là khai thác kỹ hơn thì phát hiện ra cái u màng não ở rãnh khíu. U màng não về cánh xương bướm và cổ yên thì u màng não cánh xương bướm thường phát triển có xu hướng bao bọc với động mạch não trước, à, động mạch não giữa và động mạch cảnh trong, cũng như các dây thần kinh trên thị giác. Do đó là gây khó khăn, rất khó khăn khi cắt khi phẫu thuật vào cái u màng não vùng cánh xương bướm. U màng não vùng cổ yên thì phát triển sau vị trí phát triển của u màng não rãnh khíu khoảng 2 cm, thường có cái hội chứng của giao thoa thị giác như theo teo thị giác, bán manh thái dương hai bên. U màng não não thất và hố sau thường chiếm khoảng trên 20% u màng não, trong đó u màng não não thất thường ở ngã ba não thất. Triệu chứng lâm sàng thường kín đáo, từ từ tăng dần như đau đầu, phù gai thị, yếu chi hoặc là khiếm khuyết thị trường. U màng não hố sau thì chiếm khoảng 10% trong tổng số u màng não. Triệu chứng chủ yếu là đau đầu, có hội chứng tiểu não, ù tai, trong đó vị trí hay gặp nhất là vị trí u màng não góc cầu, thường có triệu chứng như nghe kém hoặc là có những triệu chứng khi xâm lấn các dây thần kinh sọ ở vùng góc cầu tiểu não, hoặc hơn nữa là có cái triệu chứng của rã não thất kỳ u màng não vùng hố sau, chèn ép vào cống não. Về triệu chứng lâm sàng chủ yếu của u màng não hay gặp nhất là đau đầu và liệt vận động, trong đó triệu chứng đau đầu là hay gặp nhất, bệnh nhân thường đến khám về đau đầu. Tuy nhiên chúng ta cần phải phân biệt cái đau đầu là do u màng não hay là do triệu chứng của các bệnh lý khác như bệnh lý tăng huyết áp, và triệu chứng lâm sàng của u màng não thường phụ thuộc vào vị trí, kích thước của u và chức năng của từng vùng phát triển của u. Và triệu chứng lâm sàng thường kín đáo và u màng não thường không triệu chứng thì có 1/3 bệnh nhân phát hiện, những cái u màng não phát hiện tình cờ. Thường u màng não nhỏ thì chúng ta có thể theo dõi định kỳ 3 4 tháng, sau đó bác sẽ chụp phim hàng năm để kiểm tra cái tốc độ phát triển của u. Và thường có những bệnh nhân phát hiện ra u màng não thường sờ thấy khối ở dưới da đầu do cái tăng sinh của bề ngoài xương sọ. Và triệu chứng lâm sàng có thể có những triệu chứng như dấu hiệu thần kinh khu trú, thường do chèn ép trực tiếp, và thường đau đầu, liệt vận động hoặc là rối loạn tâm thần, có hội chứng tăng áp lực nội sọ, có thể do kích thước của u màng não lớn gây chiếm cái thể tích trong sọ, hoặc do phù não xung quanh u gây do co thắt mạch hoặc xung quanh u gây cái hội chứng tăng áp lực nội sọ. Và động kinh chiếm từ hai, những bệnh nhân vào viện vì những cơn động kinh thường chiếm đến 29 đến 67% tùy theo từng nghiên cứu, và phụ thuộc vào vị trí của u, có thể vùng trán, vùng đỉnh. Về cận lâm sàng thì chẩn đoán hình ảnh trên phim chụp đầu tay có thể là cắt lớp vi tính, thường có trên phim chụp cắt lớp vi tính thì 3/4 cái u màng não trên phim chụp cắt lớp vi tính thường có tăng tỷ trọng nhẹ so với nhu mô não này, và dạng của cái trên phim chụp cắt lớp vi tính thường khối dạng tròn, đáy rộng và có thể có lớp gan suy hóa, và trên phim chụp có thể có dấu hiệu phù quanh u. Trên phim chụp cắt lớp vi tính thì ta có thể thấy kích thước từ u xâm lấn, kích thước u cái canxi hóa hoặc là xâm lấn của xương sọ và hiệu khối, đôi khi là hình ảnh thoát vị não, trong đó có 1/4 trường hợp trên phim chụp cắt lớp vi tính cái khối u màng não có tỷ trọng thường đừng có thể đồng tỷ trọng với nhu mô não lành, đôi khi rất khó phân biệt. Như hình ở bên phía tay phải thì cái trên phim chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta rất khó phân biệt được cái nhu mô não lành với u mô với hình ảnh của u màng não. Trên đây chỉ có dấu hiệu gián, tiếp hơn là có hiện tượng xóa rãnh cuộn não, và trên phim chụp cộng từ thì một cái u màng não ở vùng thái dương. Sau đó là chụp cộng từ, thì chụp cộng từ có thêm thuốc cản quang thì là hình là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán u màng não. Đặc điểm trên phim chụp cắt lớp có tiêm thuốc
À, trên phim phim chụp cộng từ có tiêm thuốc đối quang từ là hình ảnh bắt tốt nhanh và tăng tín hiệu mạnh của u màng não, thường có dấu hiệu của đuôi màng cứng. Nó thể dấu hiệu đuôi màng cứng là có hiện tượng là dày dày bắt thuốc của màng cứng lân cận u, có thể là do phản ứng của màng cứng hoặc là do sự thâm nhiễm của màng cứng ở thâm nhiễm của u vào màng cứng xung quanh u. Về chúng ta trên phim chụp cắt lớp vi tính thì có thể thấy được việc đường viền màng nhện xung quanh u để thấy khả năng dễ cắt u và khả năng lấy u hoàn toàn, và đánh giá thêm về về tưới máu não. Về chụp động mạch não thì thường áp dụng với những u màng não tăng sinh mạch nhiều, u màng não lớn, và chúng ta có thể sử dụng nút mạch trước mổ để thuận lợi trong quá trình mổ. Đặc điểm của u màng não thường là bắt thuốc sớm thì động mạch, lưu thuốc muộn thì tĩnh mạch, và nguồn nuôi từ động mạch cảnh ngoài. Qua phim chụp động mạch não có thể đánh giá được vị trí giải phẫu, nguồn cấp máu và xâm lấn hệ thống mạch máu của u. Về giải phẫu bệnh thì u màng não thường là các khối đơn độc, với khoảng 90% là các khối đơn độc, ranh giới rõ, có phần cuống dính vào màng cứng và bề mặt nhẵn, có lớp vỏ chắc và thường dễ bóc tách ra khỏi nhu mô não. Tuy nhiên, u màng não độ ác tính thường có cái ranh giới không rõ ràng với nhu mô não lành, và u màng não thường bao phủ màng cứng theo diện phẳng và rộng. Về vi thể thì có đánh giá được nguy cơ tái phát và mức độ ác tính. Theo WHO năm 2016 thì chia làm 3 độ. Độ 1 với u màng não thể thượng mô, u màng não thể sơ, u màng não thể chuyển tiếp, thể u màng não thể cát, thể mạch, thể vi mạch, thể chế tiết, thể giàu liên phúc bào. Độ 2 với u màng não thể dây sống, tế bào xám và thể không điển hình. Độ 3 với u màng não thể nhú, thể que và thể chuyển sản ác tính. Về điều trị thì trước hết về điều trị nội khoa với những mẹ trước hết là điều trị nội khoa với những khối u màng não lớn có hiện tượng tác động nội sọ, điều trị bằng chống phù não với corticoid với một liều 1 đến 3 mg trên kg trong vòng 24 giờ, có tác dụng là sau 24 giờ, và liệu pháp myotone. Những cái bệnh nhân u màng não có triệu chứng là động kinh thì chúng ta sử dụng thuốc chống động kinh tùy thuộc vào cơn động kinh cục bộ hay động kinh toàn thể mà chúng ta có thuốc phù hợp và sử dụng ngay sau khi cơn sử dụng ngay sau cơn động kinh đầu tiên. Về phẫu thuật thì phẫu thuật là lựa chọn đầu tay cho điều trị u màng não có triệu chứng. Về nguyên tắc phẫu thuật với u màng não thì đầu tiên là giảm cấp máu cho khối u bằng cách đốt màng cứng ở diện bám của u, sau đó giảm áp bên trong u bằng Vivole hoặc là Soronpet, sau đấy bóc tách khối u ra khỏi màng nhện, mạch máu và giảm tối thiểu co kéo nhu mô não lành xung quanh. Chúng ta có thể loại bỏ xương và màng cứng xâm lấn nếu có thể. Về điều trị xạ trị thì điều trị không hiệu quả như phẫu thuật và còn nhiều tranh cãi, thường áp dụng với những u sâu tái phát nhiều lần, với u màng não không điển hình ác tính và tổn thương xâm lấn tái phát nhanh không thể cắt bỏ được hoàn toàn. Với những u màng não atypic hoặc anaplastic thì thường sử dụng với liều từ 5 năm 60 gray. Về hiệp hội ung bướu của châu Âu năm 2021 đưa ra một cái guideline về quản lý về những cái bệnh nhân u màng não. Với những cái u màng não được xác định trên cộng từ mà không có triệu chứng, chúng ta có thể tiến hành theo dõi bệnh nhân. Với những bệnh nhân có triệu chứng và lựa chọn của bệnh nhân có thể điều trị. Với những bệnh nhân thể trạng kém với chống chỉ định phẫu thuật thì chúng ta có thể xạ trị hoặc xạ phẫu, sau đó chúng ta theo dõi. Với bệnh nhân có thể trạng tốt thì lựa chọn là phẫu thuật, tùy thuộc vào mức độ mô bệnh học và mức độ cắt u thì chúng ta có thể có những cái biện pháp điều trị tiếp theo như độ 1 mổ lấy u hoàn toàn thì có thể theo dõi. Độ 2, độ 1 mà mổ lấy u một phần thì có thể xạ trị hoặc xạ phẫu. Với độ 2 mổ lấy u hoàn toàn thì theo dõi và xạ trị. Với độ 3 thì có thể xạ trị hoặc hóa trị. Về tiên lượng thì 91,3% bệnh nhân có u màng não có thể sống sót sau 5 năm. Sự tái phát thì phụ thuộc vào mức độ cắt bỏ u và tỷ lệ tái phát chung là 11 đến 15%, tái phát sau 5 năm là 37 đến 85%. Trong đó khi cắt u thì mức độ cắt bỏ u thường dùng theo Simpson, với độ 1 là cắt bỏ hoàn toàn u màng não với màng cứng và những cái xương bị xâm lấn thì tỷ lệ tái phát khoảng 9%. Với độ 2 thì cắt bỏ hoàn toàn u nhưng chỉ đốt màng cứng xung quanh với khoảng tỷ lệ tái phát khoảng 19%. Simpson 3 với tỷ lệ tái phát là 29, Simpson 4 khoảng 40%. Tuy nhiên cái tỷ lệ tái phát này nó còn phụ thuộc vào 4 yếu tố. Thứ nhất là mức độ mô bệnh học là độ mấy, và độ mấy phân nhóm mô bệnh học của bệnh nhân, và yếu tố tăng sinh và sự xâm lấn nhu mô não xung quanh.
với u màng não độ 1 thì tỷ lệ tái phát khoảng 9%, độ 2 khoảng 29% và độ 3 là 50% có tái phát. Và tổng kết lại thì khối u màng não là một khối u thường gặp, phát triển ngoài trục và thường lành tính, phát sinh từ các hàm màng nhện. Trên hình ảnh các lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ thì bám dính rộng rãi trên màng cứng, thường có dấu hiệu đuôi màng cứng với mật độ điển hình, có thể gây phì đại xương lân cận. Với trên phim cộng từ có thuốc tiêm đối quang từ thì có bắt thuốc mạnh. 32% u màng não được phát hiện tình cờ và không phát triển sau 3 năm theo dõi. Chỉ định phẫu thuật thì sự phụ thuộc vào sự phát triển của u, các triệu chứng liên quan đến các cái tổn thương mà chúng ta không kiểm soát được và liên quan đến sự thay đổi ở T2 ở não lân cận, và hầu hết được chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên cái này không không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được, với những cái u màng não ở vùng nền sọ, u màng não xâm lấn vào các mạch máu và những cái u màng não thường nằm dọc theo liềm đại não, nội trợ một cái xương bướm, và trong u thường có vôi hóa. Bài trình bày của em về sơ bộ nhất về u màng não của em đến đây là hết ạ. Em xin cảm ơn sự theo dõi của các thầy và các quý đồng nghiệp.